Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều nhà cổ sinh vật học, nhà khoa học, các giáo sư nước ngoài và Việt Nam đã miệt mài tìm kiếm với mong muốn một ngày đất nước của chúng ta cũng sẽ tìm thấy hóa thạch khủng long giống như các anh bạn hàng xóm Đông Nam Á khác. Đây cũng là mong muốn của rất nhiều các bạn đang xem video này và ở cả mình, nhưng đáng tiếc đến nay điều đó vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng chúng ta vẫn còn những điều khác để tự hào khi ở Việt Nam vẫn còn có những loài sinh vật tiền sử khác ngoài khủng long sinh sống. Khi mình nói đến đây, chắc các bạn cũng đoán được video này chúng ta sẽ nói về loài nào rồi đúng không? Đúng vậy, đó chính là Gigantopithecus, kinh công tiền sử từng sải bước trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những phát hiện về Gigantopithecus. Gigantopithecus blacki là một chi vượn người tồn tại từ 9 triệu năm trước đây cho đến 100.000 năm trước đây ở khu vực ngày nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Có nghĩa rằng Gigantopithecus sống cùng với thời kỳ và vị trí với những dạng người sớm như Homo erectus, tức là người đứng thẳng. Các hóa thạch còn cho biết thêm rằng các cá thể của Gigantopithecus là to lớn nhất trong số các loài vượn người trong lịch sử. Chúng có thể đạt đến chiều cao khoảng 3 mét và nặng lên đến 500 kg. Với kích thước khổng lồ đó, Gigantopithecus có thể khiến cho bất cứ một con vật nào khác cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, sau bề ngoài đáng sợ, chúng chỉ là những sinh vật hạnh phúc tận hưởng cuộc sống trong khu rừng nhiệt đới, di chuyển bằng cách bò bằng 4 chi và chủ yếu ăn tre, có thể cộng với trái cây theo mùa. Tuy nhiên, các lý thuyết gần đây cho rằng nó có thể thay đổi chế độ ăn uống tùy theo môi trường sống. Mặc dù chúng ta không biết chắc chắn tại sao Gigantopithecus tuyệt chủng, các nhà nghiên cứu đã cho rằng nó bị tuyệt chủng vì sự thay đổi của khí hậu và vì phải cạnh tranh với các loài hợp hơn ở môi trường. Hóa thạch đầu tiên được một nhà nhân chủng học người Đức, Ralph von Königsworth, phát hiện vào năm 1935. Điều khó tin là ông đã tìm được chúng trong một nhà thuốc Trung Quốc. Răng và xương được nghiền thành bột và được sử dụng làm thuốc đông y cổ truyền. Răng hàm và một số hàm đã được lấy từ cửa hàng với các loại thuốc truyền thống. Một số hóa thạch của Gigantopithecus đã được tìm thấy ở Ấn Độ và Việt Nam. Vào năm 1955, 47 chiếc răng của nó đã được tìm thấy trong một mẻ xương rồng buôn lậu. Bằng cách phân tích nguồn gốc của răng, những mảnh xương lớn hơn đã được phát hiện, bao gồm cả một bộ hàm gần như nguyên vẹn. Cho đến năm 1958, 3 bộ hàm và hơn 1.300 răng đã được tìm thấy, chủ yếu là ở trong các kho chứa thuốc đông y và ở trong các hang động. Không phải tất cả các hóa thạch này đều có cùng thời kỳ hóa thạch từ tỉnh Hồ Bắc có vẻ là cổ nhất trong số tất cả các phát hiện của Trung Quốc. Răng của hóa thạch từ tỉnh Hồ Bắc cũng lớn hơn các di chỉ khác mà chỉ có một lượng đáng kể các di cốt nằm ở Việt Nam và Ấn Độ. Các phát hiện này gợi ý rằng phạm vi phân bố của Gigantopithecus chính là Đông Nam Á. Loài Gigantopithecus nổi tiếng nhất được biết đến đó chính là Gigantopithecus blacki. Loài này dường như là loài lớn nhất trong số các loài được biết đến. Đây là loài đầu tiên được đặt tên và cho đến nay đã được biết đến từ các hang động ở Đông Nam Á, được đại diện bởi các răng và hàm dưới. Một loài khác là Gigantopithecus giganteus. Đây là một cái gì đó gọi nhầm vì nó thực sự có vẻ chỉ bằng một nửa kích thước của Gigantopithecus blacki. Tuy nhiên, loài này được biết đến từ Ấn Độ, và sự khác biệt về kích thước có thể là do sự thích nghi khí hậu khác nhau, mặc dù có bằng chứng cho thấy rằng nó cũng sinh sống ở một số vùng của Trung Quốc. Một loài Ấn Độ khác là Gigantopithecus villaspurensis, và loài này thực sự nổi bật so với hai loài còn lại vì tàn tích của nó có niên đại từ cuối thời kỳ Miocene, mở rộng phạm vi thời gian của Gigantopithecus trong nhiều triệu năm giữa thời kỳ Miocene và Pleistocene. Kinh công của đời thực. Hầu hết các chuyên gia tin rằng Gigantopithecus đi bằng 4 chân giống như tinh tinh hay khỉ đột thời hiện đại, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng chúng đi bằng 2 chân. Quan điểm này được Grover Krantz, một nhà nhân chủng học người Mỹ ủng hộ. Lý do duy nhất cho giả thuyết này đó chính là xương hàm có hình dạng giống chữ U mở rộng về phía sau. Điều này tạo thêm không gian cho khí quản và hàm vuông góc với cột sống, thường có ở các động vật đứng thẳng. Thật khó để chứng minh hai giả thuyết trên bởi vì xương chậu và xương chân của nó chưa bao giờ được tìm thấy. Nhưng nên nhớ rằng Gigantopithecus là một sinh vật rất to lớn, mình xin nhắc lại là một con đực có thể nặng hơn 500 kg. Đôi chân của chúng không thể chịu được trọng lực như vậy. Nếu Gigantopithecus di chuyển bằng 4 chân như khỉ đột, trọng lượng của nó sẽ được phân bổ đều, cho phép nó di chuyển dễ dàng hơn.
các hóa thạch cho thấy nó sống trong rừng tre với một chi gấu trúc đã tuyệt chủng, do đó nó được coi là loài ăn cỏ. Hàm rất to và sâu, răng to dùng để nhai và nghiền thức ăn. Gigantopithecus có thể dễ dàng tiêu hóa các loại cây sợi tương tự như tre. Ngoài tre, Gigantopithecus có thể cùng ăn hạt và trái cây, bằng chứng là lớp phytolith được tìm thấy trên răng của nó. Các răng hàm ngắn và phẳng nhưng được phủ bằng men răng cực kỳ chắc chắn. Thật đáng tiếc cho rằng chúng ta không hề có nó, bởi vì nếu có thì chẳng cần đến nha sĩ nữa. Răng nanh không quá sắc cũng không quá nổi bật, răng cửa không quá to và có hình dạng giống như một cái đục. Tất cả các răng đều có nhiều vùng rỗng tương tự như loài cấu trúc khổng lồ có chế độ ăn chủ yếu là tre. Do bộ xương của Gigantopithecus chưa hoàn chỉnh nên hình ảnh sinh vật này chủ yếu là suy đoán, nhưng những phần đã được tìm thấy hé lộ những thông tin khá thú vị. Do kích thước khổng lồ của nó, có thể cho rằng khỉ đột hiện đại là họ hàng gần của nó. Tuy nhiên, bộ hàm nhỏ hơn của khỉ đột cho thấy Gigantopithecus có quan hệ gần hơn với đười ươi Pongo. Các mô hình phục dựng của Gigantopithecus đã cho thấy rõ sự tương đồng với loài vượn thuộc chi Pongo. Giải thuyết sinh vật này thường đi bằng hai chân rất đáng nghi ngờ, nhưng có thể là thỉnh thoảng Gigantopithecus đứng ở vị trí thẳng đứng, ví dụ như trong khi cạnh tranh với những con đực khác hoặc khi đi xa. Đối với mối quan hệ giữa Gigantopithecus và con người, chưa có bằng chứng chắc chắn rằng về sự tương tác trực tiếp là như thế nào. Tuy nhiên, ta biết rằng Gigantopithecus đã sống cùng thời kỳ và cùng vị trí với loài người sớm như Homo erectus. Thế nhưng, Gigantopithecus đã tác động như thế nào đến con người? Dù đã tuyệt chủng từ rất lâu, chúng vẫn tiếp tục tạo ra ảnh hưởng lớn. Chúng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các câu chuyện dân gian nổi tiếng như Bigfoot, Yeti và Sasquatch. Nguyên nhân tuyệt chủng của Gigantopithecus. Với vị thế là loài vượn khổng lồ lớn nhất từng tồn tại, không thể phủ nhận rằng Gigantopithecus đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tiến hóa. Tuy nhiên, giống như nhiều loài khác, Gigantopithecus cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận tuyệt chủng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các giả thuyết và nguyên nhân tuyệt chủng của một loài vượn khổng lồ này. Giả thuyết phổ biến nhất liên quan đến thay đổi khí hậu. Thời điểm tuyệt chủng của Gigantopithecus khoảng 100.000 năm trước, trùng hợp với thời kỳ kỷ băng hà cuối cùng trên trái đất. Theo một số nhà khoa học, sự chuyển biến khí hậu từ ấm áp, ẩm ướt sang lạnh giá, khô hanh đã thay đổi hệ thực vật, làm mất đi các nguồn thức ăn chính của Gigantopithecus như tre và trái cây. Điều này có lẽ đã dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. Giả thuyết thứ hai về nguyên nhân tuyệt chủng của Gigantopithecus dẫn tới sự xuất hiện của Homo erectus. Gigantopithecus và Homo erectus đã cùng tồn tại và ở cùng môi trường sống. Một số giả thuyết cho rằng loài người cổ đại Homo erectus có thể đã cạnh tranh với nó về nguồn thức ăn. Với áp lực cạnh tranh đó đã dẫn đến sự tuyệt chủng của loài vượn khổng lồ này. Tuy nhiên, cả hai giả thuyết trên đều chưa được chứng minh một cách thuyết phục, nên việc tìm hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến sự tuyệt chủng của Gigantopithecus vẫn là một bài toán chưa giải được. Vừa rồi là những thông tin thú vị về loài vượn khổng lồ Gigantopithecus đã từng tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng đã để lại những dấu vết đáng chú ý trong lịch sử tiến hóa. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.